trong lá thư gửi cho con trai. Rockefeller dặn con, trên đời có hai loại người không thể giàu có, chớ học theo kẻo ngài thụt lùi. Có hai loại người trên thế giới sẽ không bao giờ giàu có. Thứ nhất là những kẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, thích sống cuộc sống hào nhoáng, như ruồi nhặng bị thu hút bởi mùi thịt hôi, ham đồ xa xỉ, tiêu xài xa hoa, làm mọi cách để có quần áo đẹp, xe hơi đắt tiền, những ngôi nhà sang trọng và những tác phẩm nghệ thuật xa xỉ. Cuộc sống kiểu này tuy hấp dẫn nhưng lại thiếu lý trí. Do những phút giây thiếu cảnh giác như vậy, họ sẽ trở thành nô lệ xe hơi, nô lệ nhà cửa, và một khi phá sản thì không thể cứu vãn. Loại người thứ hai là những người thích tiết kiệm, khư khư giữ tiền trong ngân hàng để an toàn. Nhưng như vậy không khác gì đóng băng tiền. Bạn phải biết rằng bạn không thể làm giàu bằng cách dựa vào lãi suất được. Qua những dòng thư của mình, tỷ phú Rockefeller khuyên con trai không nên trở thành hai loại người đó. Thay vào đó, ông dặn dò con muốn giàu có thì phải biết đầu tư và sử dụng tiền bạc một cách có ích. Có như vậy tiền mới đẻ ra tiền và gia tộc của họ sẽ trở nên nhiều, có nhiều của cải hơn.